xin chào tất cả các anh chị em và anh chị đã cùng đi qua các video hướng dẫn về phần mềm acme sự kiện tiệc cưới cho riêng phần sự kiện và tiệc cưới còn trong video này em xin phép giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán có tích hợp vào phần sự kiện tiệc cưới và hóa đơn điện tử phần mềm kế toán có tích hợp vào phần sự kiện tiệc cưới giúp anh chị giảm thiểu được cái thời gian nhập liệu ở trên phần mềm cũng như đảm bảo được tính kết nối của dữ liệu không làm sai lệch số liệu khi mà anh chị nhập ở phần sự kiện tiệc cưới sang phần kế toán ở trên phần uh, kế toán có tích hợp và sự kiện tiệc cười có những nội dung gì thì em xin phép đi vào giới thiệu tổng quan cho anh chị như sau. Ở trên phần một kế toán này trước tiên thì anh chị sẽ tiến hành nhập phần số dư đầu kỳ. Phần mềm đã tạo một bảng tổng hợp tất cả các tài khoản mà anh chị sẽ sử dụng để mình có thể tiến hành nhập phần số dư đầu kỳ. Trên mỗi tài khoản thì sẽ có tiến hành đăng ký chi tiết theo loại 0 đến loại 9 chi tiết đăng ký các tương tài khoản như thế nào thì anh chị sẽ theo dõi video tiếp theo để có thể hiểu về cách nhập số dư điều kỳ. Tiếp theo đó là về phần số dư điều kỳ thì sẽ là phần nghiệp vụ phát sinh. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ anh chị sẽ tiến hành nhập vào phần nghiệp vụ phát sinh này để theo dõi số liệu. Từ cái số liệu đó sẽ lên được các cái sổ sách báo cáo cho anh chị. Ngoài các nghiệp vụ phát sinh mà anh chị sẽ cần thực hiện thủ công vào phần mềm thì phần mềm cũng đã tự động thiết lập một vài nghiệp vụ tự động để giúp anh chị có thể giảm thiểu được thời gian nhập liệu và đảm bảo tính chính xác của số liệu. Ví dụ như nghiệp vụ xuất kho tự động, nghiệp vụ phân bổ và khấu ha tài sản cố định cũng như là cung cụ dụng cụ, nghiệp vụ phân bổ chi phí chung, nghiệp vụ kết chuyển thuế giá trị gia tăng và kết chuyển tự động sẽ xảy ra vào cuối tháng hoặc cuối kỳ hạch toán. Ngoài ra thì có phần thiết lập chung giúp anh chị thiết lập các cái thông tin khác sau khi mà các anh chị tiến hành nhập liệu ở trên phần mềm thì toàn bộ số liệu đó sẽ đẩy sang hệ thống báo cáo sổ sách ở trên phần mềm sẽ nằm ở hai mục là báo cáo tài chính và báo cáo quan trị. Trên phần mục báo cáo tài chính sẽ bao gồm sổ tổng hợp gồm có sổ nhật ký chung và sổ cái của từng tài khoản. Tiếp theo sẽ là phần sổ quỹ tiền mặt bao gồm có sổ tiền mặt 1111 và sổ tiền gửi ngân hàng 1112. Ngoài ra nếu như anh chị có phát sinh các tài khoản để theo dõi ngoại tệ thì sẽ theo dõi được các chi tiết ngoại tệ. Ở trong phần mục báo cáo tài chính này anh chị sẽ xuất được tất cả năm file báo cáo tài chính gồm có cân đối tài khoản, cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính tất cả được làm theo mẫu kèm theo thông tư 133 hoặc là 200 của Bộ Tài chính. Tiếp theo nữa là khi anh chị nhập liệu vào phần mềm thì các cái tờ khai thuế giá trị gia tăng và bảng kê hóa đơn bán ra mua vào đều đã được đẩy số liệu lên hai mục tương ứng là phần tờ khai và phần bảng kê. Ngoài ra nếu như anh chị có nhu cầu nộp phần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì phần mềm cũng sẽ hỗ trợ nội dung này. Bên cạnh phần báo cáo tài chính thì phần mềm có hỗ trợ anh chị xem các báo cáo quản trị. Tại một báo cáo quản trị này anh chị có thể theo dõi được tất cả tổng hợp đối tượng và chi tiết đối tượng cho những tài khoản có đăng ký, chỉ, ký chi tiết loại 2, tức là mình theo dõi chi tiết đến từng đối tượng anh chị sẽ xem được báo cáo hàng tồn kho, báo cáo doanh thu, báo cáo về tổng hợp tài sản cố định và cung cụ dụng cụ. Đối với mỗi loại báo cáo thì đều gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết. Ngoài các báo cáo vừa nêu trên, thì anh chị có thể bảo, theo dõi các báo cáo về hàng hóa như là báo cáo lãi lỗ, sử dụng để theo dõi được doanh thu và giá vốn tương ứng của từng mặt hàng. một nội dung nữa có tích hợp vào phần uh, sự kiện tiệc cưới và phần mềm kế toán là hóa đơn điện tử. Nội dung hóa đơn điện tử này được tích hợp vào phần mềm để giúp anh chị có thể tiến hành uh, nhập liệu hóa đơn và từ cái nghiệp vụ xuất hóa đơn đó để ghi nhận doanh thu cũng như là xuất có thể xuất giá vốn tự động nếu như chị có thiết lập ở trong phần mềm. Sau khi anh chị tiến hành xuất một hóa đơn điện tử thì phần dữ liệu đó sẽ ghi được vào phần doanh thu và tiến hành uh, ghi nhận giá vốn nếu có. Tất cả nội dung về hóa đơn điện tử thì sẽ có bao gồm các cái thủ tục về hóa đơn trước khi anh chị tiến hành xuất hóa đơn trên phần mềm, cùng có đăng ký thay đổi thông tin hóa đơn, tạo mẫu hóa đơn và cấp cái phần số lượng hóa đơn mà anh chị sử dụng. Từ phần nhập liệu hóa đơn đó, anh chị sẽ tiến hành theo dõi được phần bảng kê hóa đơn bán ra tự trung lại việc tích hợp giữa phần mềm sự kiện tiệc cưới phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử sẽ giúp anh chị giảm thiểu được tối đa thời gian nhập liệu ở trên chương trình phần mềm cũng như là giảm tối đa cái chi phí khi mà anh chị có thể phải bỏ ra 3 lần chi phí khi phải mua lần lượt 3 phần mềm sự kiện tiệc cưới phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử riêng nhau việc theo dõi tất cả những cái nội dung đó ở trên cùng phần mềm giúp anh chị có thể theo dõi được cái phần số liệu xuyên suốt và có thể kiểm tra được tính chính xác của số liệu rất cao để tìm hiểu chi tiết về tính hữu dụng của phần mềm kế toán được tích hợp ở trên phần mềm ACM sự kiện tiệc cưới. Em mời anh, các anh chị cùng theo dõi các video tiếp theo. Nếu như muốn nhận thông báo về video mới nhất thì anh chị nhớ bấm nút đăng ký và nhớ hãy dành tặng cho ACM một nút like cho video này nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào video tiếp theo.